nè, mỗi đứa là được 20 đồng, ở trong tổng người ta phát cho đó. Đó mình lấy tiền này mình đi học làm bác sĩ, học làm y tá cứu quả này nọ để có thêm tiền. Đi vô công viên cứ là 7 đồng, ở đây có 10 đồng, mình nói là 3 đồng cho mấy bé học thì kiếm tiền như thế nào, cách gì bye.
Thank you.
nước thì mát, không có lạnh. Đó, thấy không? Đứng lên, đứng lên, dẫn em đứng lên. Tạm ba đây. Cái gì để chơi vậy? Thank you.
Hoàng Giáp đứng cười bỏ đi. À, ghê chơi, các bạn nhỏ ghê chơi, đứng mặt á. Dạy canh đầu canh đuôi á. Trời ơi, phát tiền đi ra. Coi đã thành phẩm rồi mình chụp như thế nào. Hồi xưa bác tía bác biết chụp đâu, chụp cho má cứ bước đầu bước tay vậy. Mấy đứa nhỏ về ra đồng. Rồi phát lương. Phát lương được 5 đồng. 5 đồng này đủ qua chơi đánh nhà ta hết 5 đồng về vốn. Đâu nhà ta là học thưởng mà. Ủa học thưởng hả? Những cái nào học là thưởng hả? Ừ. Đi học tiếp. Thank you.
đều là khoái đó, lần nào khoái đó. Chọn nước ấm vô đó, ấm vô.
Dạ sơ sơ chút thôi. Cho mấy đứa biết tình không? Thì đúng rồi, cũng có chút chút à. Dạ đúng rồi. À, cái này giống như là cái tình cấu nè. Đúng rồi, chỉ cần lấy một cái miếng giấy cắt